quý vị và các bạn, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 80% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có tiêu chí xây dựng ít nhất một thôn hoặc xóm đạt nông thôn mới thông minh. Và để thực hiện được tiêu chí nói trên thì trong những năm qua trên địa bàn tỉnh, nhiều thôn xóm đã huy động được sự vào cuộc của cả cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, đầu tư công sức, tiền của để xây dựng thôn xóm thông minh. Và thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động là một ví dụ điển hình. Trao đổi với các cụ cao tuổi và lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết Lương Xá là thôn thuần nông có 900 hộ dân và hơn 3.200 nhân khẩu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Kể từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khi Lương Xá trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bộ mặt làng xóm thôn quê, cuộc sống của người dân nơi đây đã thực sự bước sang một trang mới. Hình ảnh những con đường lầy lội, bên cạnh là những mái nhà tranh với cuộc sống đơn sơ chỉ còn trong ký ức và qua lời kể của người dân nơi đây. Từ những cái năm 11 trở về trước thì Lương Xá còn rất nhiều khó khăn, hẳn còn các cái nhà cấp 4, đời sống của nhân dân rất vất vả, thu nhập phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, các cái công trình và phúc lợi hoặc các cái gia đình và cái tài sản của dân hay xây dựng kiến thiết thì chưa có. Nhân dân thì mải đi làm ăn, cho nên các cái phong trào văn hóa văn nghệ hoặc các cái công việc mà chăm lo cái chung cho cái lớp sống văn hóa của làng thì người ta cũng chưa có ý thức được lắm. Ngược dòng thời gian, trước năm 2011, khi chưa thực hiện xây dựng nông thôn mới, để chuẩn bị triển khai hay thông báo một công việc gì của thôn như tổ chức họp thôn, nhắc nhở người dân treo cờ trong dịp lễ Tết, tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, cán bộ thôn thông thường phải đi tới từng nhà để nhắc nhở triển khai, vô cùng vất vả, nhưng hiệu quả công việc lại không cao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lương Xá đã có nhiều đổi thay, cuộc sống của người dân đã được nâng lên và cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, để thực hiện tiêu chí thôn thông minh, Lương Xá cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận sử dụng Internet, điện thoại, các thiết bị thông minh, thực hiện chuyển đổi số đối với những người trung tuổi, cao tuổi và ngay chính ban lãnh đạo thôn. Với tinh thần cán bộ đi trước, làng nước theo sau, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đội ngũ lãnh đạo thôn bảo nhau cắp sách đi học trước. Về gia đình nhờ con cháu chỉ bảo, ra tập thể nhờ anh em cầm tay chỉ việc. Trước là chúng tôi toàn dùng điện thoại là cổ gạch, tiếp cận với lại điện thoại thông minh là rất khó khăn. Từ ngày chuyển đổi số nhờ các đảng viên trẻ, con cháu trong gia đình hướng dẫn, hiện tại là chúng tôi cũng đã truy cập các nhóm Zalo rất là tốt. Ngày xưa là chúng tôi còn phải lên tận ủy ban lấy các văn bản về, nhưng mà bây giờ hiện tại là chỉ gửi qua Zalo là trong vòng mấy phút là chúng tôi đã nắm bắt thông tin hết rồi. Khi lực lượng lãnh đạo đã thuần thục, thôn đã quyết định thành lập tổ chuyển đổi số. Tổ gồm trưởng các đoàn thể, học sinh, sinh viên, những người thuần thục về công nghệ. Để hoạt động hiệu quả, tổ được chia thành các nhóm nhỏ từ 3 tới 4 người đi đến từng nhà thuộc năm xóm để hướng dẫn người dân cách sử dụng điện thoại, cài đặt phần mềm quản lý dân cư, cách tra cứu ở những trang thông tin chính thống. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, kết hợp với tuyên truyền, vận động hướng dẫn qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn thể, đến nay tỷ lệ người dân tiếp cận với công nghệ mới từng bước nâng lên. Tổ chuyển đổi số đi từng ngõ, là gõ từng nhà, hướng dẫn bà con cài đặt PID này, hoặc là Zalo, Facebook. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng mà khi được hướng dẫn thì là bà con tiếp xúc rất là nhanh, có thể là vào các hội nhóm của thôn để cập nhật tin tức của nhà nước, của địa phương một cách trực tiếp và dễ dàng hơn. Chia sẻ với chúng tôi, người dân trong thôn cho biết, do được tuyên truyền hướng dẫn chi tiết nên việc tiếp cận cũng nhanh hơn, đặc biệt là khi người dân thấy được những giá trị của công nghệ
khi áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi được tổ chuyển đổi số hướng dẫn thì gia đình tôi dùng công nghệ từ việc mua bán, đặt hàng online. Trước thì tôi cứ phải cầm một cái ví rất là to đựng tất cả các giấy tờ, nhưng mà bây giờ tôi đưa vào hết cái ví điện tử. Khi mở ra thì là chúng tôi chỉ việc là truy cập vào các cái thông tin đấy, nó đã hiện hết lên, ví dụ như là giấy phép lái xe này, sổ bảo hiểm. Tôi cảm thấy các cái công nghệ này nó rất chi là hiện đại, với cả nó thiết thực. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, thôn Lương Xá được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hầu hết các gia đình trong thôn đều có Internet. Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh và sử dụng thành thạo đạt hơn 90%. Cùng với quản lý, điều hành qua hệ thống truyền thanh, thôn đã thành lập các nhóm cư dân trên Zalo, Facebook, kịp thời thông báo tình hình, những kết quả hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật lên nhóm để nhân dân nắm bắt. Đối với chi bộ, ngày xưa là chúng tôi còn phải họp cấp ủy, các đồng chí tổ trưởng về triển khai cho từng tổ đảng. Hiện tại là việc ra các cái kế hoạch và nghị quyết là chúng tôi đều đưa lên nhóm Zalo để cho toàn thể đảng viên trong chi bộ nắm được. Khi phát động ủng hộ thì chúng tôi lên Zalo nhóm cập nhật liên tục danh sách từng hộ, toàn dân là đều đồng lòng ủng hộ. Chia sẻ với chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo địa phương cho biết, kể từ ngày nhà văn hóa thôn được nâng cấp, sửa chữa khang trang, được lắp đặt Internet miễn phí, nhà văn hóa đã trở thành nơi nghỉ ngơi, một điểm đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân trong làng. Trước kia thì chưa có điện thoại thông minh, muốn báo một cái việc gì đó ở thôn thì các ông ấy đi xuống tận nhà báo, nên là nó rất là bất cập. Hiện giờ có điện thoại thông minh rồi thì chúng tôi vào các nhóm truy cập rất nhanh các cái việc của thôn xóm đấy, hoặc là về an ninh trật tự này là chúng tôi cũng nắm rõ được. Một tín hiệu đáng mừng, kể từ khi thực hiện tiêu chí xây dựng thôn thông minh, đời sống tinh thần, nhận thức của người dân đã có những tiến bộ, thay đổi rõ nét. Các sự kiện, tình hình nổi bật, thông tin an ninh được cập nhật nhanh chóng trên các nhóm Zalo, Facebook. Nhiều người dân đã biết cách lập tài khoản, bán những sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ do mình tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mua được những món đồ giá trị với giá thành thấp nhờ biết cách săn sale. Cũng thông qua thực hiện tiêu chí thôn thông minh, các hộ kinh doanh buôn bán đã không phải lóc cóc lên tận thành phố hay sang tỉnh khác để nhập nguyên liệu, hàng hóa hoặc mua vé máy bay, đi du lịch, bàn chuyện làm ăn. Tất cả đều được thực hiện thông qua các thiết bị công nghệ thông minh đơn giản, thuận tiện và rất hiệu quả. Trong thời buổi chuyển đổi số hiện nay thì tại cửa hàng tôi cũng giao dịch mua bán cũng thuận tiện. Khách hàng đến cửa hàng mua các sản phẩm vật tư, thanh toán bằng QR code. Trước kia thì chúng tôi phải mất thời gian thuê xe để chuyển hàng về. Nhưng bây giờ thì cần gửi video sản phẩm mà chúng tôi yêu cầu, người ta sẽ giao hàng tận nơi. Rất giảm tiện cho cái chi phí vận chuyển cũng như là chi phí đi lại của cửa hàng. Về Lương Xá hôm nay, tất cả những con đường, ngay cả đường nội đồng đều được thảm bê tông nhẵn nhụi. Hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 ở tất cả các khu vực trọng yếu. Trường học, trạm y tế, đình chùa được tu sửa khang trang. Hai bên đường, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Loa phóng thanh được phủ đến từng ngõ xóm, từng gia đình. Tổng cả thôn là 25 chiếc camera được bố trí tất cả các điểm quan trọng nhất trong làng. Và đầu làng và cuối làng, từ khi camera được lắp đặt đến giờ thì trật tự an ninh thôn xóm rồi là trộm cắp đã giảm rất nhiều. Để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đòi hỏi địa phương cần phải có một thôn thông minh, bao hàm đủ các điều kiện, có hạ tầng mạng Internet băng rộng, cáp quang phủ sóng trên 80% hộ gia đình, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G đạt 100%, có mạng Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa thôn hơn 90%. Người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt hơn 70%, người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử. Đến nay, thôn Lương Xá đã hoàn thành các tiêu chí này. Ban đại diện cha mẹ học sinh. Sau khi triển khai cái mô hình thôn thông minh của thôn Lương Xá thì chúng tôi ghi nhận được những cái thành tích đáng là khích lệ. Thôn trang bị hệ thống Wi-Fi công cộng tại nhà văn hóa và một số cái điểm vui chơi. Bên cạnh đó thì sẽ tuyên truyền chỉ đạo các hội đoàn thể, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thực hiện đề án 06 về việc chuyển đổi số. Điều đó tạo nên một cái hình ảnh mới cho quê hương Lương Xá. Tới đây, Đảng ủy ban xã chúng tôi đã có kế hoạch nhân rộng cái mô hình thôn thông minh này cho các thôn còn lại trong toàn xã
Thông qua cái mô hình thôn thông minh này thì cũng rất vinh dự cho địa phương là năm 2023 được Ủy ban tỉnh công nhận là xã Hiệp Cường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Và chúng tôi đang phấn đấu các cái tiêu chí còn yếu và còn thiếu để làm sao phấn đấu đến thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, thời đại công nghệ 4.0 không chỉ được coi là một xu hướng hiện đại mà còn được xem là một cuộc cách mạng mang đến nhiều cơ hội phát triển một cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song thôn Lương Xá đã tận dụng cơ hội để bứt phá, phát triển và đi lên. Sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thôn đã làm cho bộ mặt làng xóm thôn quê và đời sống của người dân nơi đây thay đổi một cách toàn diện và đang vững bước trên con đường đi tới tương lai.